Xin chào quý bạn và các vị. Hôm nay Bình Sơn lần đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bạn những cái chiếc máy sới nhặt bãi. Đây là chiếc máy sới nhặt bãi Isuzu 25. Các bạn thấy đây là hàng nhập nội địa. Đây là hàng máy sới thuộc cái phân khúc hàng máy sới nhỏ lắp tay. Nó phù hợp với cả những cái địa hình đất mềm, rồi là để các bạn có thể là làm hoa màu, nó rất là tiện lợi. Nó cũng rất nhỏ thôi, các bạn có thể nhìn thấy cái phần động cơ của nó rất là nhỏ. Trọng lượng nó rất là nhẹ, nó rất là dễ dàng di chuyển cho các bạn. Các bạn có thể dùng để trồng hoa màu, trồng hoa rồi là trồng rau. Thì máy sới này sử dụng nó rất là tiện lợi. Vì là cái công suất của nó cũng không được quá lớn cho lắm. Chiếc này thì công suất của nó là 2.5 HP. Các bạn có thể thấy được hàng này, chiếc này nó còn tương đối rất là đẹp. Ok, rất là đẹp. Đây, mã máy của nó là Isuzu KM25. Các bạn có thể thấy được cái phần tem của nó ở đây. Chữ Nhật. Made in Japan. Đây, mã của nó là KM25. Số series của nó là 102179. Hàng này thì đã qua sử dụng rồi nhưng mà về độ nguyên bản của nó rất là ok. Phần mã vạch của động cơ. Đấy, chiếc này thì nó có công suất tương đương với cả mấy cái chiếc Honda G100, thì tương đương với khoảng 2.2 đến 2.5 HP. Công suất nhỏ, máy nhẹ nhàng, tiện lợi, dễ dàng di chuyển. Các bạn có thể thấy được cái bộ sới zin của nó. Sới của nó đúng là hàng Nhật thì nhìn cái gì nó cũng khác. Không phải là mình thần tượng nó quá, nhưng mà các bạn có thể nhìn cái bộ sới của nó, bộ răng phay sới của nó thì rất là chất. Những cái máy sới mới tinh bây giờ trên thị trường, Châu Vàng hay là Houtian hay là các loại sới Việt Trung, các loại máy sới khác trên thị trường mới tinh giờ ấy, thì các bạn có thể so sánh được, so sánh với cả cái bộ sới này, các bạn tự nhận xét. Tôi không có bàn luận nhiều về cái ấy, về cái nào tốt hơn hay cái nào đẹp hơn, các bạn có thể tự nhận xét được qua cái video chúng tôi đang quay rất là chân thực như thế này. Hàng Nhật thì chúng ta không phải bàn rồi, cái gì Nhật cũng ngon, kể cả con gái Nhật cũng thế. Ok, các bạn có thể thấy được này, chữ Nhật hoàn toàn 100%. Chiếc này trọng lượng rất là nhẹ, chiếc này về độ nguyên bản rất là ok. Các bạn thấy nguyên bản, cam kết bạn nguyên zin 100%, chưa thay một cái gì cả. Chiếc máy sới này, đây là, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là phân khúc dòng máy sới nhỏ, nên là các bạn không thể nào mà so sánh với máy Châu Vàng hay là máy Houtian hay là máy Việt Trung được, vì cái loại đấy là máy công suất 7.0, còn lại này công suất nhỏ thôi, có 2.5 thôi. Rồi, ok. Sới vườn, sới rau trồng hoa màu thôi. Tôi sẽ giật thử cho bạn coi. Đây, bật công tắc. Đóng le gió. Đấy. Này. Chết rồi, không có lực. Đấy. Rất là khốn nạn. Nó nổ rất là nhẹ nhàng. Thì ở đây, đây tăng ga to nhỏ đây, đây tăng ga đúng không, giảm ga. Giờ muốn chuyển động thì chúng ta phải bóp côn ở đây, bóp côn này, nhưng mà đây nó đang là sới. Bây giờ tôi bóp côn thì nó sẽ tung hết cả cái sân gạch của tôi này, thì tôi chậm. Sới rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy không? Này, đóng lên gió đây, giật này, đây nhá, tôi kéo lên đến tận đây nhá, kéo tầm này nhá. Này, đấy, các bạn nhìn cái hành trình đánh điện nó. À, bật công tắc tí, đây, ok. Nhá, giờ ô, nổ đấy, thế mà nó nổ rồi nè. Các bạn ạ, bạn thấy được máy chạy rất là nhẹ nhàng, rất là ok. Nhật mà động cái là nổ, động cái là nổ. Thì chúng ta hay ví von, cái ông thợ ví von rất là vui.
ruồi rơi và cần nổ của máy nó không nổ. Tông rơi, dép rơi cũng nổ. Đồ máy Nhật nhưng các bạn chạy ngon lắm. Chiếc máy chạy rất lâu năm rồi, nó vẫn còn rất ok. Còn đây là những chiếc máy này nó chạy rất là ít, các bạn có thể tự đánh giá được qua hình thức tôi đang quay rất là trực tiếp này, rất là thực tế. Các đây tôi quay kỹ phần lốc cho các bạn xem, sáng thoáng, thoáng đẹp cực kỳ luôn. Ok em này, nguyên luôn. Đây tôi thấy cái máy nào của Nhật nó cũng có cái tem này, hình như là tem này là tem đạt tiêu chuẩn, phải có tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn NEMA này, như tiêu chuẩn môi trường này. Các bạn thấy cái quả cầu không? Màu xanh, tôi đoán na ná, đoán thôi. Chắc là về tiêu chuẩn môi trường thì nó phải đạt thì nó mới cho ấy, nó mới cho xuất xưởng. Đây, tôi thấy gửi lên là đóng. Mà đặt vào đây là mở lấy gió đây. Thì chắc cái chữ Nhật này là chữ mở gió, như thế này là tắt gió. Không phải không? Ok, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.